Nào các bạn nhìn này, hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn làm ra một cái thiết kế quảng cáo cho một cái hãng xe nó vừa mới ra đời. Tất nhiên là trong quá trình cái thiết kế thì chúng ta sẽ chọn rất nhiều chủ đề, nhưng hôm nay thì thầy đã hôm trước thì cho các bạn làm quen với Grab rồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm quen với Kia. Và cái công việc đầu tiên của chúng ta là khi làm thì chúng ta phải chuẩn bị tư liệu. Thứ nhất, nội dung. Thứ hai, hình ảnh. Thứ ba, logo thương hiệu. Và tất nhiên logo thương hiệu thì có rất nhiều kiểu. Một là có thể bằng hình ảnh. Hai là chúng ta sẽ phải đồ lại bằng vector. Các bạn có thể yêu cầu cái nhà cung cấp cho chúng ta để chúng ta có thể triển khai được cái việc này. Để muốn làm được cái điều này thì ví dụ khi vào một cái sản phẩm thì các bạn thấy là tôi đã tìm một cái dòng xe. Và nếu mà muốn đẹp nữa thì các bạn có thể mang cái ảnh đó sang Photoshop và chỉnh sửa làm sao cho nó đẹp hơn nữa. Ví dụ có thể là blend màu, hoặc là làm cho ảnh sắc nét hơn, hoặc là làm cho cái sắc độ của cái ảnh nó tăng khoảng 2 đến 3 độ. Thì cái thiết kế của bạn bao giờ khi lên trên những sản phẩm về online bao giờ cũng đẹp lên khoảng 2 đến 3 độ như vậy. Công việc đầu tiên thì thầy sẽ làm như sau. Ví dụ như là thầy sẽ chọn vào công cụ pen. Bạn có thể chọn là pen, bạn tích vào đây cho tôi một điểm. Bạn có thể tích vào đây cho tôi một điểm. Bạn có thể tích vào đây cho tôi một điểm. Và bạn có thể tích vào đây cho tôi một điểm chính xác nhá. Rồi chúng ta sẽ tích vào đây cho tôi một điểm. Và tích vào đây cho tôi một điểm. Và chúng ta sẽ tích vào đây cho tôi một điểm. Ở đây thì nó sẽ có một cái phạm trù cho các bạn lựa chọn. Một là bạn sẽ tạo bóng cho đối tượng. Các bạn nhìn tạo bóng chưa? Ở đây thì các bạn sẽ chọn cho tôi giá trị đầu tiên là chúng ta sẽ chọn với giá trị là 5. 5 độ. Opacity bằng 5. Sau khi đã chọn là opacity bằng 5 xong thì chúng ta ấn vào Ctrl C và Ctrl F và chúng ta sẽ thu nhỏ lại bên trong. Và cái này thì bạn hãy chọn cho tôi 100. Cứ thoải mái đi. Và chúng ta có 1 và 2, các bạn nhìn có 1 và 2 nhỉ? Bên ngoài chúng ta thực hiện một thao tác đó là chọn vào Ctrl Alt B. Ctrl Alt B là chuyển từ hình 1 sang hình 2, nhưng ở hai cấp độ khác nhau thì màu nó sẽ chuyển khác nhau. Ví dụ ăn Ctrl Alt B. Và lúc này các bạn chỉ cần tích đúp vào đây cho tôi và sổ xuống chọn vào màu. Chúng ta sẽ chọn vào. Ví dụ với màu 1, màu 2 mà bạn làm như này thì nó sẽ bị khó về chuyển màu, thì bạn có thể thay đổi lại bằng cách bạn tích vào đây cho tôi. Không cần phải chọn vào 5% nữa mà chọn một cái cấp độ là hình cực kỳ mờ. Ví dụ như là hình này tôi sẽ để nó cái màu nó hơi sáng như này. Tôi chọn hình 1 thì hình 2 tôi ấn vào nhí này, chọn vào 1 này, chọn hình 2 này, ấn vào Ctrl Alt B. Thì mọi người sẽ nhìn thấy cái bóng đổ của chúng ta nó sẽ chuyển như này. Các bạn hiểu không, này không ạ? Sau khi chuyển độ xong thì bạn có thể tích đúp vào đây, bạn có thể cầm cái biểu tượng này bạn phóng to ra một tí nữa để cho nó có một cái sự chuyển độ như này. Và thậm chí là khi tích vào đây thì bạn có thể chọn vào hình dưới để bạn có thể chọn một cái độ nữa. Có thể nó như thế này. Mọi người nhìn chưa? Và chúng ta có thể thu nhỏ lại hết cỡ cái phần này thì nó sẽ tạo ra một cái bóng đổ như này. Ở đây thì nó vừa có thể chỉnh bằng công cụ phím E để có thể bạn tích vào đây một điểm, bạn có thể kéo giãn sang bên này. Tìm điểm này kéo giãn sang bên này, điểm này kéo giãn sang đây và tiếp theo thì kéo giãn sang đây. Nó có rất nhiều những cái cách thức để cho các bạn tạo ra những cái bóng thôi. Sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này thì bạn lôi ra ngoài và bạn có thể chọn qua Effect rồi bạn chọn vào phấn Blur và chọn vào Gaussian Blur. Với cái Gaussian Blur như này thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ tạo ra một cái bóng cho chúng ta và chúng ta sẽ thấp xuống một tí nữa để cho nó bớt độ nhòe đi. Đây là cái hình thức mà tôi đang làm cho các bạn xem và sau khi làm xong tôi đã có một cái bóng. Và để thực hiện cái bóng này thì bạn hãy chọn cho tôi một cái giá trị đó là Multi. Multi chính là làm đậm màu. Và chúng ta sẽ chốt lại cái phần bóng ở đây. Bước thứ hai của công đoạn của các bạn là gì ạ? Ví dụ nếu bạn thấy rằng là cái phần xe này thì chúng ta sẽ phải đồ lại một cách chính xác. Bởi vì nguyên tắc của chúng ta đây là nó thuộc dạng đó là bố cục ngoài khung. Ngoài khung có nghĩa là mình cắt khỏi cái hình của đối tượng của chúng ta ra khỏi cái nền. Và chúng ta sẽ chọn là pen và chúng ta tích vào đây một điểm. Và tiếp theo thì bạn sẽ bẻ cong cho tôi đồ rất chính xác nha các bạn nhớ nha. Và trong quá trình khi làm thì các bạn có thể dùng công cụ Shift X để nó trở thành cái viền cho các bạn để bạn đồ chính xác hơn. Đấy, công đoạn chuyển đổi chúng ta sẽ làm rất là kỹ tính như này. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta sẽ bẻ cong tiếp. Tiếp theo chúng ta sẽ bẻ cong tiếp. Chúng ta sẽ luyện làm sao để cho cái pen của chúng ta nó tốt hơn. Bởi vì cái pen này nếu mà luyện tốt thì sau này các bạn làm những cái biểu tượng về logo cũng tốt hơn hẳn so với người khác.
Bởi vì là nhiều lúc là có nhiều bạn làm logo thì nó lại không được sắc nét lắm, nó không được trau chuốt. Bởi vì do những cái đường cong mà mình luyện nó ít quá. Ok, sau đó thì các bạn sẽ chuyển lên đây, các bạn bẻ cong như này cho tôi. Và chúng ta sẽ tích vào đây một điểm, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Chúng ta bẻ cong. Ok, chúng ta sẽ bẻ cong. Tiếp theo chúng ta sẽ bẻ cong. Chúng ta sẽ bẻ cong như này. Đấy, chúng ta sẽ bẻ cong dần tất cả những cái thuộc tính này của chúng ta đẩy lên đây này cho chính xác này. Sau đó chúng ta sẽ bẻ cong xuống đường này. Ok, chúng ta sẽ bẻ cong đây. Chúng ta sẽ bẻ cong đây. Đó, chúng ta sẽ bẻ cong. Người cố gắng làm sao khi chúng ta đồ hồi hình chính xác, chúng ta sẽ bẻ cong qua những cái đường mà chúng ta mong muốn. Giữ can trôn để chúng ta có thể bẻ cong được cái hình này của chúng ta. Ok, chúng ta chuyển sang bên này và chúng ta sẽ bẻ cong nốt phần còn lại. Các bạn nhìn chưa? Chúng ta sẽ mất công trong chuyện là đồ hình đấy. Thế hồi xưa thì chúng ta học AI rồi, chúng ta đồ hình để nhằm mục đích là để sau này chúng ta đồ cho chính xác. Thực ra là khi mà làm những cái sản phẩm tấm lớn thì người ta đều dùng bằng pen, người ta không bao giờ dùng bằng những cái công cụ khác, bởi vì công cụ khác mà bạn in ra thì hình nó sẽ bị vỡ nha. Rồi, sau khi đã chọn số 1, số 2 xong thì chúng ta sẽ quét qua và control số 7. Thì ngay tức hình của chúng ta và chúng ta kiểm tra lại là xem tổng quan đã khá ổn rồi. Thì cái này các bạn chỉ cần hạ thấp xuống phát. Các bạn nhìn không ạ? Đấy, chúng ta đã có được cái bóng của đối tượng. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi không ạ? Đấy, làm bóng xong thì chỉ là nhằm mục đích này thôi. Rồi, phần thứ hai nữa là riêng cái ô tô này các bạn hãy chọn cho tôi là control C và control F và hòa trộn đó là gì? Các bạn nhìn thấy control C, control F chưa? Đây. Nha. Chúng ta có thể ấn vào Ctrl C, Ctrl F và dùng hòa trộn là short line để làm sao cho cái màu ảnh của tối chúng ta tốt hơn. Chúng ta sẽ đẩy lên một tí, đẩy thêm một tí, đẩy thêm một tí. Đấy. Đấy, thế là chúng ta đã có sản phẩm rồi. Chúng ta quét qua cả hai và chúng ta thực hiện thao tác cái này xuống dưới tất cả này. Đấy, chúng ta sẽ cho xuống dưới tất cả. Cái này cho lên trên này. Hiểu sao chúng ta lại cái này nó lại là phía trên. Tôi sẽ quét qua cả hai cho nên trên tất cả và bỏ cái này đi, chọn vào đây cho lên trên. Ctrl X. Ok. Không hiểu sao cái bóng của chúng ta lại bị một cái trường hợp là nó rõ ràng. Ok, vậy thì làm này vậy. Bóng chúng ta xử lý sau. À, sau khi đã cắt xong được cái biểu tượng rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chọn vào thuộc tính này, chúng ta vẽ một cái biểu tượng hình như thế này. À, sau khi vẽ xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái hiệu ứng đó là gradient. Và trong phần gradient thì các bạn sẽ chọn cho tôi cái thuộc tính như sau. Chúng ta bỏ cái này ra xem là cái này nó bị làm sao nhỉ. À,
Rồi, đã hiểu tại sao mà chúng ta lại bị cái bóng đấy này không 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 lên được nhá. Đây ạ. Do cái bóng của chúng ta là khi mà chúng ta làm là các bạn nhìn này, cái hình này của chúng ta tôi đang chọn vào multi nên là nó sẽ bị như này. Sau đó tôi sẽ chọn là một, chọn vào hai và ấn vào Ctrl số 7 thì nó lên phía trên này các bạn nhìn không ạ? Sau khi đã làm xong chúng ta ấn vào Ctrl C và Ctrl F lên một độ nữa thì chúng ta hòa chọn soft line để cho nó bắt mắt hơn và lúc này cái bóng của chúng ta đẩy lên trên một tí nữa. Sau khi đã làm xong được tổng quan của cả hai, tôi sẽ ấn vào Ctrl G là group lại. Bước thứ hai của các bạn là gì? Khi mà chúng ta sẽ chọn vào đây để nó phóng to cái hình của chúng ta lên này, chúng ta sẽ chọn một cái hình như bình thường như thế này. Sau khi đã chọn xong như này xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái nền gradient, và cái gradient thì các bạn sẽ chọn cho tôi nào ở xuống dưới. Sau đó chúng ta thực hiện một thao tác như sau. Ví dụ trong trường hợp này chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là màu đậm, y ngắn chúng ta chỉ vào vùng màu đậm của tấm ảnh, nhìn đúng không ạ? Sau đó bạn sẽ tích vào đây, y ngắn bạn sẽ chỉ vào vùng màu sáng của tấm ảnh cho tôi. Lúc này chúng ta lấy được cùng tông của thiết kế. Các bạn sẽ nhìn thấy ạ. Sau khi đã lấy được cùng tông của thiết kế thì bạn sẽ lấy được cái vùng đậm và vùng nhạt của chúng ta thì chúng ta có thể chọn vào phím G. Các bạn sẽ chọn vào gradient theo hình tròn và chọn được phím G, có thể đặt tâm sáng đây, đặt vào này cho tôi. Bước thứ hai của các bạn là gì? Đối với những cái mà chữ như này này, các bạn nhìn thấy chữ spotted trên trang chưa? Chúng ta tách ra nhá. Đây ạ. Nếu tôi ấn vào biểu tượng chữ này mà tôi ấn vào Ctrl Shift O thì tự nhiên chữ chúng ta bị biến mất, bởi vì ở đây có một số cái phông chữ nó sẽ bị định dạng là khi convert thì nó biến mất luôn hình. Nên chính vậy bắt buộc chúng ta phải dùng một cái chiêu thức như sau, là trước khi làm chúng ta sẽ phải làm một thao tác và chúng ta sẽ copy ông này ra. Đây, tôi sẽ copy ông này ra để tránh trường hợp mà sau này có vấn đề gì sửa thì mình lại không sửa được thì nó lại rất là mệt, đúng không ạ? Thì với chữ này nhá, việc đầu tiên là bạn sẽ phải chơi tròn là object và chúng ta chọn vào phấn rasterize, có nghĩa là biến nó trở thành tấm ảnh trước. Nếu chúng ta không biến thành tấm ảnh thì chúng ta sẽ không convert được cái chữ này đâu. Và sau khi trở thành tấm ảnh thì nó là ảnh CMYK và độ phân giải là 300, thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó có một cái màng trắng, nhìn chưa? Và lúc này chúng ta ấn vào image chay ra, biến hình ảnh xong lại chay ra, và chơi ra xong rồi biến thành cái vector rồi thì chúng ta lại tiếp tục là expand, thì lúc này chúng ta mới lấy được cái giá trị là của cái phông chữ và chúng ta chọn vào pháo hoa chỉ thẳng vào cái màu trắng đó, thì các bạn sẽ nhìn này, pháo hoa chỉ màu trắng. Lúc này các bạn sẽ xóa này đi thì tự khắc chúng ta đã có được cái phần text của chúng ta, nhìn không ạ? Text thì bình thường. Và lúc này chữ trên chúng ta ấn vào Ctrl Shift O và tiếp theo cái số 2022 chúng ta có thể đặt vào bằng chữ T, có thể đặt như thế này, và chúng ta sẽ tiếp tục chọn vào Ctrl Ctrl Shift O lần thứ hai nữa thì cái này convert rồi. Với cái biểu tượng như thế này thì chúng ta sẽ dùng cái thao tác ví dụ để muốn tạo được độ hút cho thiết kế của chúng ta, nó có rất nhiều cách để cho các bạn làm. Các bạn có thể đẩy sang bên tay phải, bên tay trái cho tôi nhá. Các bạn nhìn đây. Ví dụ trong trường này các bạn hãy sử dụng một cái công cụ, đó là chúng ta sẽ chọn vào đây Ctrl G, Ctrl G là group lại. Và sau đó là bạn hãy chọn cho tôi một cái công cụ, đó là công cụ về phím E. Và trong công cụ phím E nó có một cái thuộc tính là tạo ra độ hút cho đối tượng của thiết kế chúng ta. Chúng ta chỉ cần tích vào đây thôi. Và lúc này chúng ta sẽ cầm điểm này, chúng ta kéo lên thì tự khắc nó tạo ra độ hút cho thiết kế của các bạn. Đấy, mọi người nhìn này chưa? Và đây là độ hút mà chúng ta có thể tạo ra bằng cách như này. Đấy, để nó giống như song song trên một con đường của chúng ta thiết kế này. Là các bạn nhìn này chưa? Và lúc này chúng ta có thể đẩy toàn bộ cái thiết kế này lên, của chúng ta này lên tầm như này để giống như là ở trên mặt đường của chúng ta thiết kế. Và phần thứ hai của các bạn là gì? Bạn có thể đẩy ngang cái này sang lên một tí nữa để cho nó rộng ra, và thậm chí là chúng ta có thể chọn lại một lần nữa là chúng ta sẽ chọn vào đây. Và chúng ta sẽ cầm này, chúng ta có đẩy lên trên một chút xíu nữa, chúng ta sẽ cầm điểm này. Ok. Rồi, sau khi đã làm xong, bây giờ việc còn lại của chúng ta là gì? Chọn cho nó một cái màu, ví dụ bạn chọn màu trắng hay là chọn màu gì đó tùy theo các bạn. Bạn nhìn không ạ? Với cái màu này thì các bạn nhớ nhá, nếu tôi chọn vào một cái đối tượng, tôi vẽ ra và tôi chọn vào y ngắn, tôi chỉ thẳng vào vị trí này, tôi lấy được cái màu sáng của đối tượng này như này.
Và lúc này tôi sẽ biến cái màu này trở thành biểu tượng gì? Thuộc tính về màu. Đây ạ. Thì các bạn có nhìn thấy cái màu này của tôi không ạ? Sau khi tôi đã có màu xong thì tôi bỏ cái màu đấy đi và bắt đầu tôi thực hiện thao tác là làm cho nó một thuộc tính như sau. Tôi chọn qua phần Appearance và tôi sẽ chọn được thuộc tính nhá. Một là Amplify, tạo ra một miếng màng phía trên. Bước thứ hai tôi sẽ chọn là miếng màng thứ hai, tôi chọn Amplify, tôi có hai cái. Thì cách trên tôi sẽ chọn là màu trắng. Và cái dưới thì tôi sẽ chọn một cái màu khác, ví dụ tôi sẽ sổ xuống và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi chọn một cái màu này là màu đậm hơn. Và với cái màu đậm hơn như này thì tôi sẽ thực hiện một cái thao tác là làm xô lệch về hình giống như tạo khối. Tôi sẽ sổ xuống, tôi chọn vào Desktop Transform và tôi chọn vào Transform như này. Với cái biểu tượng này Preview thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ xô lệch sang trái sang phải này. Các bạn nhìn tôi đẩy sang trái sang phải này. Đấy, các bạn nhìn này, tôi sẽ đẩy sang phải sang trái, nhìn thấy sang phải sang trái của tôi chưa? Và sang trái sang phải như này thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây tôi sẽ có một cái Horizon là theo chiều nằm ngang. Và lúc này tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ đẩy lên như này. Tôi đẩy lên nhảy và cái độ chiều cao này tôi sẽ nằm trổ xuống một tí. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Và cái này thì tôi sẽ đẩy làm sao xuống dưới để nó có cảm giác về độ hút cho thiết kế của các bạn lên như này. Hoặc là các bạn có thể tăng cái này lên cho tôi, đó là 100% thì cái này là độ tôi sẽ cho nó thu ngắn nhỉ. Đó, các bạn nhìn không ạ? Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ nhìn thấy là độ ngang của chúng ta là độ dịch chuyển sang trái sang phải và bạn có thể ấn vào random như này. Và sau khi random xong thì bạn hãy chọn cho tôi một cái giá trị về khối, nhìn em ạ. Đó. Và chúng ta có thể dịch chuyển sang phải sang trái của đối tượng của chúng ta, ví dụ cái này là sang độ to nhỏ, độ sang phải đây. Tôi sẽ dịch chuyển như này. Tôi sẽ dịch chuyển lên phía trên. Đó. Sau khi mà đã thấy là khá là ổn rồi thì các bạn có thể chọn lựa một cái việc như tiếp theo của các bạn, đó là bạn ấn OK cho tôi. Ví dụ như là chúng ta ấn OK này, các bạn nhìn thấy không? Và trong trường hợp này là có hai kiểu cho các bạn lựa chọn, là cái chữ này của chúng ta là đang là chưa đủ đậm thì bạn có thể tích đúp vào cái biểu tượng này cho tôi, tích đúp vào. Và chúng ta sẽ điều chỉnh lại cái độ đậm cho thiết kế của chúng ta. Đây, độ đậm thiết kế của chúng ta đây. Chúng ta sẽ cầm điểm này K, chúng ta có thể bớt này đi, bớt này một tí nữa. Chúng ta sẽ ấn OK. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Đây là một kiểu nha, các bạn nhìn thấy chưa? Đây là một cách thôi. Và nếu mà cái này của các bạn mà nó lại là một cái nền gradient như là một màu xanh đậm nha, thì bạn ví dụ bạn sẽ chọn cái biểu tượng này vào. Tôi sẽ chọn vào gradient. Nhìn thấy không ạ? Thì lúc này cái appearance của các bạn, bạn không thích là nó là một cái màu bình thường nữa. Nhìn này, tôi sẽ tích vào cái chữ này, tôi không là màu bình thường, tôi sổ xuống. Tôi có thể chọn vào gradient. Và sau khi gradient xong thì tôi có thể chọn vào thuộc tính là gradient theo gì? Dạng từ trái qua phải. Và lúc này chúng ta sẽ ấn vào phím G để chúng ta có thể kéo từ trên xuống dưới này nhỉ. Hoặc từ dưới lên trên, hoặc là từ trên xuống dưới. Đây là cái cách thức của các bạn thôi. Đấy nhá. Đấy, nó có rất nhiều cách để cho các bạn lựa chọn. Và sau khi mà đã tạo ra cái biểu tượng này xong thì chúng ta đã có được cái chữ rồi. Bây giờ thì tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào pen. Lúc này các bạn sẽ tích vào đây cho tôi một điểm và tích vào đây cho tôi một điểm giống như cái đường mà của chúng ta nên tận đây. Nhìn này không ạ? Hoặc các bạn có thể chọn vào đây, tích như thẳng lên để có cái chữ của chúng ta để đặt vào. Và chúng ta sẽ đặt ngang nhỉ. Sau khi làm xong, chúng ta sẽ chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và loại trừ đi phần thừa bằng công cụ đó là gì? Shift M, giữ phím A loại trừ. Sau khi đã có loại trừ xong thì bạn sẽ cho xuống dưới của đối tượng của chúng ta nó như này. Cái đối tượng này các bạn hãy chọn cho tôi một cái giá trị, một là bạn làm sáng lên. Mọi người nhìn thấy chưa? Hai là chúng ta sẽ làm tối đi. Người ta có hai cách để làm ra cái thiết kế cho các bạn thôi. Và sau khi đã có cái thiết kế này xong thì bạn có thể giảm độ đi, cái độ đậm của nó có thể là vừa phải, nó có thể như thế này chẳng hạn. Đây là một cái cách thôi. Sau khi đã có cái cấp độ số 2 của các bạn rồi thì bây giờ bạn sẽ chọn cho tôi một cái giá trị nữa là bạn vẽ cho tôi những cái biểu tượng hình có nhiều cái hình nó như thế này.
chúng ta sẽ chọn một cái màu y ngắn chỉ thẳng vào đây, có thể là màu trắng, có thể là copy xuống đây, chúng ta chọn vào Ctrl D. Đấy, chúng ta sẽ chọn vào Ctrl D và chúng ta có thể chọn vào vị trí khác nhau, ngắn dài. Và tất nhiên mọi người sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này thì chúng ta sẽ copy ra ngoài này, Ctrl Shift H để mọi người nhìn dễ hơn. Chúng ta sẽ thực hiện thao tác dùng công cụ phím Mouse và quét qua toàn bộ tất cả các điểm bên tay trái và ăn Ctrl Z. Lúc này các bạn sẽ chọn cho tôi chiều dọc thì tượng khắc nó sẽ được như thế này. Nhìn không ạ? Và sau khi đã chiều dọc xong thì bây giờ bạn mới làm một thao tác cho tôi, đó là gì? Tôi quét qua cả và tôi ấn vào Ctrl G. Lúc này các bạn hãy chọn cho tôi việc đó là gì? Bẻ cong. Bẻ cong thì các bạn biết rồi, đó là gì? Tôi sẽ chọn vào vị trí như cũ, tôi đặt vào đây, đặt đúng đằng sau nhé các bạn nhớ nhá. Và chúng ta sẽ đặt như này được không ạ? Đó, tiếp theo các bạn sẽ tích vào đây cho tôi và chọn vào bẻ cong, thì cái điểm này chúng ta sẽ đặt vào vị trí nối này và cái này nối thuận lên trên như này này. Đấy, các bạn nhìn như vậy. Và chúng ta có thể chọn vị trí có thể nhiều hơn thì càng tốt. Là nước ngoài chúng ta thử cho này sau xem nó có đủ được cái tiêu chí mà các bạn mong muốn không. Lúc này thì các bạn sẽ chọn vào đây và chúng ta sẽ hạ thấp xuống một tí nữa, có thể là như thế này, và chúng ta sẽ đẩy cái này lên trên để cho nó bắt mắt hơn được không ạ? Rồi, sau khi đã làm xong chúng ta chọn vào công cụ phím Mouse, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm và chúng ta lôi thẳng cái này ra đây được chưa? Và cái này là lôi thẳng cái này ra đây là hết rồi. Rồi, sau khi đã làm xong chúng ta sẽ chọn vào nó và dùng hòa trộn, đó là overlay. Bạn nhớ một điều rằng khi hòa trộn overlay thì cái màu nó sẽ được như này. Và tất nhiên khi mà chúng ta tích đúp vào trong thì chúng ta có thể chọn vào đây và chúng ta cường độ của chúng ta rất là khác biệt. Ví dụ bạn có thể chọn 50. Lúc này thì bạn có thể chọn vào 80. Cái này thì các bạn có thể chọn vào 70. Enter. Và lúc này khi tích đúp ra thì các bạn sẽ nhìn thấy cái màu của tôi cũng khác biệt đó. Phần thứ hai nữa là gì ạ? Sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ đối tượng của chúng ta thì chúng ta đang có phần phía dưới, thì chúng ta sẽ vẽ một cái biểu tượng phần hình và chúng ta vẽ từ bên trái sang bên phải cho tôi. Với cái phần hình này các bạn sẽ copy cho tôi sang ba cái và Ctrl D. Và sau khi Ctrl D xong chúng ta chọn 1, chọn 2, chọn 3 và chúng ta sẽ thực hiện một cái lệnh, đó là shear, là Ctrl G trước, căn chỉnh vào đối tượng nằm giữa. Bước thứ hai của các bạn là gì? Tạo ra một biểu tượng xô lệch cho hình. Bởi vì ở đây tôi sẽ trình bày cái những cái biểu tượng là trước, sau và trong nội thất của nó. Ví dụ khi mình trình bày về một sản phẩm ô tô đều như vậy hết. Các bạn sẽ chọn vào biểu tượng là xô lệch về hình. Đây ạ. Xìa. Và chúng ta sẽ cầm lại giữ đây một chút xíu thôi thì các bạn sẽ nhìn thấy nó nghiêng chưa. Và sau khi đã nghiêng xong thì bây giờ chúng ta sẽ Ctrl O. Các bạn có thể cửa sổ để lúc này chúng ta mở một cái tín hiệu đó là màu vàng lên. Chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ chọn vào giảm. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là một cái vàng gold. Tại sao tôi lại nói về cái này? Bởi vì từ cái này xong rồi từ màu vàng chuyển sang màu bạc rất là đơn giản. Nếu mà chúng ta biết cách làm thôi, ví dụ tôi tích vào đây. Tôi sẽ chọn một cái màu sáng, tôi ấn vào Ctrl C, sau đó sang file thiết kế, tôi ấn vào Ctrl V thì các bạn nhìn nhọn. Lúc này chỉ cần chọn là y ngắn chỉ thẳng vào đây là tôi có được cái ba cái này. Sau khi đã có ba cái này xong, tôi chọn vào phím này, tôi sẽ cần vo góc nhẹ nhàng. Các bạn nhìn thấy tôi có vo góc chưa? Tiếp theo, sau khi đã có vo góc xong thì chúng ta sẽ thực hiện thao tác nữa là chúng ta sẽ chọn vào qua Edit, chúng ta chọn vào Color và chúng ta chọn vào Grayscale. Tự khắc nó sẽ trở về đen trắng cho các bạn. Đấy, có nghĩa là tôi muốn làm cho nó nhanh thôi, chứ không phải tự nhiên mà tôi lại làm thành đen trắng như nào, nó lâu mất thời gian lắm. Thì lúc này tôi đang dùng màu bạc mà, tôi sẽ chọn vào đây, tôi tách độ ra. Bước thứ hai, tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F cho các bạn, thì tôi sẽ đẩy đối tượng này vào trong. Và lúc này thì chúng ta hãy chọn cho nó một cái màu. Đó, nhìn thấy không ạ? Bước thứ hai, tôi sẽ copy sang bên này, tôi có được cái sản phẩm số 2 và cho lên trên tất cả và chúng ta ấn vào thử Ctrl D xem, đã có 3 cái. Mọi người nhìn thấy chưa?
À, sau khi làm xong thì bỏ cái này đi thôi, cũng chả cần cái này nữa. Nhưng cái tỷ lệ về hình của chúng ta đang ở phần phía dưới đang hơi bị to, nên bạn có thể được quyền quét qua toàn bộ tất cả đối tượng dưới và giữ shift quét qua đây thì giữ thu nhỏ này một thẻo nữa thì bạn sẽ nhìn thấy nó nhỏ nhắn xinh xắn như này thôi. Nhìn này không ạ? Rồi, tiếp theo. Lúc này các bạn sẽ chọn vào file rồi bạn chọn vào phần plate cho tôi. Đầu tiên tôi sẽ chọn đầu xe, cho xuống dưới tất cả và chọn đối tượng số 2 và Ctrl số 7, tự khắc chúng ta có đầu xe. Tiếp theo chúng ta chọn vào file và chúng ta chọn vào plate lần thứ hai thì chúng ta sẽ có phần ở đây, chúng ta sẽ chọn vào thân xe. Đây ạ. Và cái thân xe này thì rất là đơn giản, là bên trong nội thất của xe, cho xuống dưới tất cả, chọn đối tượng số 2 và Ctrl số 7. Chúng ta đã có được phần thứ hai. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào file, chúng ta chọn vào phần plate, chúng ta sẽ có một cái cuối cùng, ví dụ chọn đuôi xe. Có nghĩa thực ra là đây là những cái mà tính năng được đưa ra thôi chứ còn chưa chính xác đâu, bởi vì người ta phải đưa ra những cái option bây giờ cơ thì mới là quan trọng. Chứ còn những cái đầu xe đuôi xe này thì không nói, nó chỉ thiên về ngoại thất nhiều thôi. Lúc này sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ đối tượng thì các bạn nhìn cái hình này của tôi chưa? Tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F. Ctrl C, Ctrl F là copy lên trên và dùng Shift X. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là tôi đã có một cái viền. Đây tôi sẽ cho bạn xem viền chưa. Cái viền này bạn hãy chọn vào gradient và thay đổi chiều của nó cho tôi bằng cách ấn vào đây bằng 0. À, bằng 0 để làm gì ạ? Để chúng ta sẽ đặt đối tượng này vào đúng vị trí cũ. Và cái này thì bạn hãy chọn cho tôi là số 2 ạ. Mọi người nhìn thấy cái viền của tôi chưa? Đấy, nếu mà bạn in lớn thì bạn sẽ thấy cái này là cực kỳ quan trọng nha. Còn in bé thì không nói đâu. In bé thì bình thường. In làm để làm banner theo kiểu kia thì bình thường. Nhìn thấy không ạ? Lớn lên là nó sẽ thấy là nó sẽ khác hoàn toàn đấy ạ. Các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Nhìn chưa? Và lúc này sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ thấy là tôi đã có được cái tín hiệu mà tôi mong muốn. Và chỗ này đang thiếu một độ đậm thì tôi có thể tăng giá trị đậm lại xem là nó có ra gì không. Ví dụ đậm hơn, có vẻ tốt hơn. Nhìn không ạ? Và lúc này các bạn có thể vẽ cho tôi một cái đường như sau là pen. Các bạn có thể tích vào đây một điểm, các bạn sẽ tích vào đây một điểm cho tôi. Tích vào đây một điểm cho tôi và tích vào đây một điểm cho tôi. Rồi. Cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu trắng và dùng hòa trộn lá overlay. Và cái này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái nét trắng mất đi ạ. Cái này thì tôi chọn lên trên tất cả. Các bạn nhìn này chưa? Và nếu mà được thì bạn thử multi xem là nó không được. Ok, chúng ta sẽ chọn như này. Rồi, phần tiếp theo. Lúc này các bạn có thể có những chi tiết về nét có thể bay lên trên xuống dưới, thì lúc này cái chữ kia của chúng ta sẽ chốt lại đây, chúng ta sẽ chọn biểu tượng má biến nó trở thành một cái sản phẩm gì đen trắng expand. Và lúc này thì chúng ta sẽ chọn là pháo hoa và chỉ thẳng vào đây để xóa toàn bộ cái này đi. Chữ kia chúng ta đã có. Sau khi chữ kia xong thì tôi như thường lệ bình thường thì tôi đã nói với bạn rồi là bạn chỉ cần chọn vào đây Ctrl C, sang bên này chọn vào Ctrl V, sau đó thì chúng ta chọn vào chữ kia và để chúng ta chỉ thẳng vào y ngắn chỉ đó về đây. Sau khi chỉ thẳng xong chúng ta chọn vào biểu tượng lá edit và chúng ta chọn vào màu, chúng ta chọn vào đen trắng thì ngay tức là trở thành đen trắng. Và lúc này dùng phím G để kéo từ trên xuống dưới X. Và sau khi đã chọn là đen trắng xong thì chúng ta sẽ thu nhỏ lại biểu tượng. Với tôi đã đặt vị trí của kia có thể là một, là các bạn có thể đặt sang trái. Lúc này các bạn lưu ý cho tôi nhá, sau khi có chữ kia xong thì phải ngồi vào chỉnh lại này. Chỗ này nó hơi đậm mà, chúng ta bỏ cái đậm này đi. Tôi chỉ thích cái đậm nó tầm nào ạ, tầm này thôi. Thì để muốn có đậm này giữ chặt phím an cho tôi về kéo đậm này kéo sang tự cô có đậm luôn. Bạn thấy không? Làm thì chúng ta phải là có những cái phương pháp làm như này. Và sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ chọn ở vị trí như sau, là tôi ấn vào can trốn đây, tôi copy chạy cho bạn. Lúc này các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu đen và thực hiện thao tác là chọn là copy phía trên và chúng ta sẽ chọn vào cái dưới của nó là bằng 0. Chúng ta sẽ chọn bằng 0 như này và chọn đối tượng số 2 an Ctrl B. An Ctrl B chính là tạo bóng và chuyển độ. Chúng ta chỉ cần chọn vào đây và chọn vào tích và công cụ V kép và sổ xuống chọn vào số lượng. Lúc này chúng ta lăn chuột nên nó sẽ mịn màng ạ. Đây ạ, 11 rồi. Nhìn này chưa? Và cái này phải dùng multi thì nó mới ra tính chất được cho các bạn. Cái này các bạn hãy đặt thẳng trực tiếp vào đây cho tôi. Đây là một trong những cái cách tạo bóng cho thiết kế của các bạn thôi. Đây này các bạn nhìn chưa? Chữ kia của tôi sẽ được bóng như này.
Bước thứ hai của các bạn là gì ạ? Chúng ta sẽ chọn vào đối tượng tiếp theo, chúng ta ấn vào Ctrl C, Ctrl F là copy lên trên và dùng Shift X thì tôi có được cái viền. Cái viền của chúng ta nó sẽ được như này. Và lúc này các bạn đảo chiều viền đi. Ví dụ trong trường này tôi đánh về 0 thì các bạn sẽ nhìn thấy cái viền tôi nó sẽ được như này. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ chọn vào đối tượng cái hình bên trong này, các bạn ấn vào Ctrl C và Ctrl F và thực hiện thao tác là làm sáng ảnh để cho cái chất liệu của chúng ta nó lên một độ và chúng ta sẽ thấp xuống một tí. Đấy, các bạn nhìn chưa, chữ kia của chúng ta nó sẽ phải sáng lên một độ. Và sau khi đã có sáng xong một độ xong thì bạn sẽ dùng một cái đường nét ở giữa này, chúng ta cắt ngang của cái chữ kia ra D, đẩy xuống dưới một tí. Chúng ta chọn đối tượng số 1, chọn đối tượng số 2, nhìn thấy số 1, số 2 chưa? Cắt bỏ đi phần thừa, phần phía dưới cho tôi, bằng giữ Command, cắt bỏ phần thừa. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái logo của chúng ta sẽ bóng lên một độ. Nhìn thấy bóng độ chưa? Cái này bạn sẽ tăng lên 100% cho tôi. Bước thứ hai, cái hình này chúng ta sẽ ấn vào Ctrl C và Ctrl F thêm một độ nữa để chúng ta hòa trộn làm sáng ảnh. Nhưng lúc này hòa trộn làm sáng ảnh thì các bạn sẽ chọn là... Mọi người nhìn thấy cái chất liệu chưa? Để muốn làm một cái logo nó bóng hơn, nó tốt hơn thì chúng ta có thể làm theo phương pháp như thế này. Và sau khi mà đã làm xong được tổng quan toàn bộ đối tượng thì bây giờ các bạn có thể lựa chọn một là ở đằng sau, các bạn có thể chọn bất cứ một cái loại nền nào. Ví dụ các bạn có thể ấn vào Ctrl C, Ctrl F cho nên trên tất cả. Ctrl C, Ctrl F cho nên trên tất cả thì lúc này cái bóng này chúng ta sẽ chọn vào G, tôi sẽ đặt vào đây nhé. Các bạn nhìn này, tôi sẽ chọn vào phím G, tôi sẽ đặt vào vị trí giữa, tôi sẽ kéo đây. Thì các bạn có nhìn thấy cái bóng xung quanh nó sẽ bị tối không ạ? Sau khi đã bị tối xong thì chúng ta sẽ thực hiện một cái lệnh thao tác là trong phần gradient của chúng ta là phần sáng. Cái tích và phần sáng của chúng ta này, nhìn này. Thì cái phần opacity này tôi sẽ cho bằng 0 luôn. Có nghĩa là nó thủng. Các bạn hiểu tôi làm thủng chưa? Và lúc này tôi sẽ kéo cái phần đậm nó nuôi lại thì ở đây nó sẽ đậm 4 góc này thôi. Và sau khi đã có 4 góc này xong thì bạn chỉ cần hòa trộn cho nó mỗi cái lệnh thôi, đó là hòa trộn với overlay thì các bạn sẽ nhìn thấy 4 góc tôi sẽ đậm hơn so với bình thường. Các bạn nhìn này chưa? Và bạn có thể được quyền thay đổi cái màu sắc này của bạn bằng cách tích túc ở đây cho tôi. Ví dụ chúng ta có thể chọn hòa tông, nhìn đúng không ạ? À, chúng ta có thể chọn tầm này hoặc là chúng ta có thể chọn tầm này. Đấy, tùy thuộc theo tính chất của các bạn nhé, nhìn thế này chưa? Và lúc này sau khi làm xong tôi sẽ đẩy cái phần tím nó vào một tí nữa. Ok. Rồi, sau khi phần này xong, nếu mà chúng ta thấy quá là đậm thì mình có thể điều tiết lại bằng cách là 68% như này. Thì tôi nghĩ rằng cái file thiết kế của các bạn nó sẽ đủ cái sắc độ để cho nó đẹp hơn. Ví dụ 68 chưa được thì chúng ta sẽ chọn là 86. Ok, nhìn không ạ? Và sau khi đã làm xong thì tôi đã trình bày cho các bạn về một cái phương hướng, đó là thiết kế là một sản phẩm về xe. Các bạn nhìn không ạ? Ở đây nó sẽ có những cái kỹ thuật về gradient, ở đây có kỹ thuật về gì ạ, cắt hình, ở đây có kỹ thuật về tạo bóng và ở đây có kỹ thuật tạo khối cho các bạn để các bạn làm. Và hôm nay thì nó sẽ có một cái công cụ E là tạo ra độ hút để chúng ta có thể làm được thiết kế như thế này. Ok, bây giờ thì các bạn sẽ ngồi và chọn cho tôi một chủ đề về xe khác, sau đó bạn sẽ thực hiện làm cho tôi cái này, hoặc các bạn có thể chọn cho tôi thể về chủ đề thể thao cũng được nha. Buổi sau thì chúng ta sẽ tìm một chủ đề mới và bắt đầu làm. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ ngồi và thực hành thêm một cái phương án như này.